Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Đồ thời Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm đó là một chiếc sập gụ, sập ngồi đục uh, tùng lộc ngũ phúc kim tiền và một bộ hành phi cô đối. Đây là đơn đặt hàng tới từ gia đình ông Diệu, ông ở tỉnh Quảng Ninh. Trong video trước tôi đã giới thiệu chi tiết bộ hành phi cô đối trước. thì Trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu một chiếc sập cùng với một bộ hành phi cô đối. Đây là bộ combo nội thất phòng thờ của gia đình nhà ông Diệu. Thì gia đình ông đã ở rất là xa tại tỉnh Quảng Ninh, cách chúng tôi hơn 200 cây số. Thì gia đình không về trực tiếp xem mộc được cơ sở có quay lại video clip chi tiết tỉ mỉ từng cái góc cạnh các cái hoa văn họa tiết do những người nghệ nhân hàng đầu gốc nghề làm nên chúng tôi sẽ quay lại rất chi tiết gửi tới uh, gia đình cũng như tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi cái video clip của chúng tôi thì đầu tiên chúng tôi giới thiệu chi tiết chiếc sập ngồi sập gỗ trước chiếc sập ngồi này có kích thước đó là 1m6 x 2m chiều rộng 1m6 và chiều dài là 2m và nếu tính cả phù bì phần vai phía dưới nó vào khoảng 1m64 nó vào cùng số đỏ số đẹp còn chiều dài của trước mặt bên trên nó là chuẩn kích thước 1m6 2m toàn bộ ván chúng tôi ghép hai mảnh và có độ dày đó là 3 phân đủ đây là sập thờ dành cho giới thượng lưu tức là những người thu nhập trung bình cao mới dùng đến những chiếc sập ngồi như thế này có kích thước rất là dày khuôn tranh bao bọc đó là dày 10 phân và chân là chân 24 dạ ngang dày 8 phân dạ tiền dày 10 phân chạm ngũ phúc kim tiền và chân tiền thì chúng tôi có đục đó là tùng lộc và dạ ngang này thì chúng tôi đục ngũ phúc kim tiền và đây là bộ hoành phi nữa các bạn đang theo dõi video trực tiếp tại xưởng cơ sở 6 đồ gỗ hiền lanh đường đồng tâm la xuyên yên ninh ý yên nam định nhắc tới sập cụ thì là ngày la xuyên đứng đầu về cái dòng sản xuất sập sập ngũ phúc sập thập điểu quần mai sập trơn sập sen cò và hiện nay đang tràn lan trên thị trường rất nhiều các cái loại sập đó là sập gỗ dâu, gỗ gỗ Nam Phi. Và chúng tôi cũng báo luôn là gỗ Nam Phi thì không có, đó là tên sập gỗ dâu. Nhiều cửa hàng đã hoàn thiện để bán cho khách hàng. Quý khách lưu ý để tránh lừa đảo rủi ro thì quý khách nên xem mộc trước khi sơn. Và mỗi một video chúng tôi đều quay lại phần mộc một lượt giới thiệu tới các cái gia đình đã đặt hàng cũng như tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi các video của chúng tôi. Và bộ sập này chúng tôi làm cổ rời. Trong video trước tôi đã giới thiệu quy trình lắp ráp chiếc sập. Quý khách có thể gõ tìm kiếm trên YouTube sập gỗ, sập ngồi gỗ gỗ, đồ gỗ Hiền Lành thì quý khách có thể theo dõi được. Quý khách hãy đăng ký kênh đồ gỗ Hiền Lành để cập nhật được các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Chiếc giả uh, dạ cá đằng tiền này chúng tôi làm dày 10 phân. Chạm uh, rơi rơi uh, gặm chữ Phúc chữ Thọ. Đó còn gọi là ngũ phúc kim tiền. Và phía dưới này là chúng tôi chạm các cái chú chim điểu đang đậu trên các cành hoa mai. Và sang phần bên cạnh thì chúng tôi có các cái chú chuột đang ngậm các cái quả nho. Và chân này là chân vuông 24, tức là hai chiều đều 24 cm và phía trên đầu Đầu chân trên chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền Và xung quanh các cái phần vai ngang vai tiền Chúng tôi có các cái đường hạt Làm nổi bên trên bề mặt Trông rất là đẹp và bắt mắt Khuôn tranh của mặt sập chúng tôi làm dài 10 phân Và đằng sau thì chúng tôi thiết kế Hở mộng để chúng ta dồn Khi mà các cái lá sập nó co ngót Chúng ta có thể đóng dồn phía sau lại Cho khi tới khi nào nó bén như đằng tiền thì thôi Chiếc sập này có kích thước rất là dày, ván mặt dày 3 phân và ghép 2 tấm. Video mộc trước tôi đã giới thiệu quy trình cũng như các cái cách lắp. Quý khách có nhu cầu làm về sập gụ, sập ngồi gỗ gụ, sập trơn, sập thập điểu quần mai, sập ngũ phúc, sập sen cò. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp để đặt hàng qua số điện thoại 0986 hoặc 0985 226684. Và đây là bộ hoành phi câu đối của gia đình như ông Diệu. Ông cũng đặt cùng với một chiếc sọc ngồi để kê vào nhà thờ. Và trong video trước tôi đã giới thiệu chi tiết của bộ hoành phi. Quý khách có thể click vào trang chủ để xem thêm. Đồ Gỗ Online cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.